Cứ lướt mạng là thấy nhà nhà đi Côn Đảo, người người đi Côn Đảo. Nên mình lên một cái video review chuyến Côn Đảo của mình. Thiệt ra đây không phải là lần đầu tiên mình đi Côn Đảo đâu. Mà đi Côn Đảo làm cái gì thì chắc chắn ai cũng biết rồi đó. Rồi, review về chỗ ăn ở hay thì mình ở khách sạn The Secret. Mới vào phòng check-in thì sẽ được một cái set bánh như vậy, rất là dễ thương. Ngoài ra có kèm thêm các loại cookie và nước ổi ép ăn rất là ngon. Rồi, đây là phòng của mình nha, sạch sẽ, nhỏ nhắn, dễ thương. Món đầu tiên mình thử đó là cá thu bột nắng. Chỗ này được người quen dẫn ăn ở đâu cũng quên mất tiêu rồi, nhưng mà cũng khá là ngon, đặc sản của Côn Đảo. Vì tiết tiền ở phòng view biển nên mình chỉ có đi tham quan view biển ở trên cái bar ở trên rooftop thôi. Còn đây là nhà hàng kế bên khách sạn của mình nè. Chỗ này thì theo phong cách Đông Dương. Đồ ăn ở đây thì mình thấy khá là bình thường, được cái trang trí rất là đẹp và view nhìn ra ngoài biển cũng rất là đỉnh cao luôn á. Đặc biệt ở đây thì mình thấy các loại nước ép uống khá là ngon đó. Còn dim sum mình thử thì cũng thấy bình thường thôi, chắc tại vì mình hay ăn món này trong đất liền. Đi Côn Đảo thì chủ yếu là không quá nhiều chỗ để chơi đâu, chủ yếu là mọi người đi hít thở không khí trong lành. Đây là view khách sạn của mình lúc buổi tối nè. Thì trời ơi, mình hơi lắm, đi ngay cái ngày trăng rằm luôn á, nên là trăng sáng quắc, trăng trên bãi biển nhìn rất là nên thơ. Cái này cũng là view từ trên cái rooftop bar luôn nha. Lên đây chill một chút, uống bia một chút, nhậu một chút, tuyệt vời luôn mọi người ơi. Theo vào đồ ăn ở đây mình thấy khá là ngon á, đồ ăn Tây cũng rất là tuyệt vời, nhưng mà đồ ăn Việt thì mình thấy bình thường thôi ha. Cuối cùng, để kết thúc chuyến đi Côn Đảo thì mình sẽ review kem dừa Côn Đảo siêu hot và mọi người phải ăn đúng cái địa chỉ trên màn hình mới đúng nha. Chỗ này ăn kèm với kem dừa béo béo là cả cái cùi dừa và nước dừa nữa. Ok, review đến đây là hết. Bye bye!